Thưa các bạn, anh Nguyễn Minh Tuấn, đồng nghiệp của tôi và các bạn cũng đã biết rất là rõ khi mà theo dõi kênh Tài chính và Kinh doanh. Nhưng có lẽ là chúng tôi trao đổi rất nhiều thứ mà chúng ta cũng chưa biết rõ thực sự về anh Nguyễn Minh Tuấn. Và ngày hôm nay thì chắc có lẽ tôi sẽ xin sóng của kênh Tài chính và Kinh doanh để chúng ta cùng trao đổi với anh Nguyễn Minh Tuấn, hiện tại là CEO của Alpha Capital và là đồng sáng lập của công ty cổ phần đầu tư VAM, hiện tại đang có một ứng dụng tài chính mang tên là Toppy. Thế nhưng cái câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay đó là xoay quanh cá nhân anh Tuấn và quan điểm của anh về tài chính, đặc biệt là tài chính cá nhân. Làm thế nào để chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu dài hạn trong cuộc sống của chúng ta, đó là đạt được trạng thái tự do tài chính. Thưa các bạn, câu hỏi đầu tiên tôi xin dành cho anh Tuấn. Hiện nay thì chúng tôi đang ở cái độ tuổi mà người ta gọi là độ giai đoạn vàng, tức là bắt đầu vào những cái năm tháng của tuổi 40. Thế thì nếu như quay trở lại tuổi 20 thì anh có lời khuyên cho chính mình như thế nào về tiền bạc? Vâng, một câu hỏi rất là hay anh Long. Trong tài chính cá nhân thì chúng ta hay chia những cái giai đoạn. Chúng ta có những giai đoạn từ 20 cho đến 35, từ 35 đến 50, 50 cho đến 65 là chúng ta phải về hưu rồi, và 65 đến 80 hoặc là lâu hơn nữa là những cái lúc mà chúng ta có thể ăn hưởng tuổi già. Nếu như tôi quay lại được tuổi 20 thì thực ra thì tôi cũng sẽ làm mọi việc rất là đơn giản thôi. Nó sẽ có hai thứ mà tôi sẽ dặn chính tôi khi mà tôi gặp lại anh chàng luôn luôn là thích rủi ro, đó là làm gì thì làm, phải dành một khoản đầu tư trước khi chi tiêu. Cái này trong thuật ngữ tiếng Anh nó gọi là pay yourself first. Cái này thì nghe thì nó rất là mơ hồ. Pay yourself là gì? Thực ra pay yourself là trả cho chính mình ở tương lai. Khi mình trả cho chính mình ở tương lai một cái khoản đầu tư thì mình sẽ có một cái điểm tựa vô cùng vững chắc và luôn luôn nó đi trước những cái khoản chi tiêu. Như vậy thì ngay từ khi còn trẻ, chỉ với những cái mức lương, tôi nhớ hồi đầu tôi làm mức lương chỉ có 2-3 triệu thôi, nhưng mà nếu mà tôi đã có một cái kế hoạch từ lúc đó thì đến bây giờ thì cái cuộc sống tài chính của tôi chắc chắn là sẽ tốt hơn bây giờ rất là nhiều. Đấy là cái điểm đầu tiên. Cái điểm thứ hai là rằng là khi chúng ta đã có một cái kế hoạch gọi là trả tiền cho mình trong tương lai, có một cái kế hoạch để tích lũy, thì chúng ta phải biết đầu tư bằng cách xây dựng cái tháp tài sản. Cái khái niệm này thì chúng ta đã nghe rất nhiều. Tuy nhiên để mà rạch ròi ra nó có bao nhiêu lớp và càng nó có những cái nguyên tắc như thế nào, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta, khi mà tôi quay lại, tôi sẽ dặn Tuấn một cách rất rõ ràng, đó là cái đế của cái tháp tài sản Tuấn phải xây thật là rộng ra. Bởi vì như anh Long biết là một cái tháp thì nó sẽ có phần trên mặt đất và phần dưới mặt đất, và cái phần dưới mặt đất đó chính là tài sản vô hình. Đầu tư vào tài sản vô hình, đầu tư vào năng lực chuyên môn, đầu tư vào những mối quan hệ, đầu tư vào những cái gọi là thương hiệu cá nhân bằng cách rằng là trở thành những cái người làm việc xuất sắc, thì đó chính là cái cách để thay sát tài sản hạng cao nhất, chứ không phải là rất là đầu tư vào những cái lớp rủi ro ở trên. Tại vì tuổi trẻ thường thì tôi muốn rất là nhanh, tôi khá là vội, chính vì vậy nên là tôi sẽ rất mất nhiều thời gian cho những cái tài sản rủi ro. Như vậy thì với cái phần chia sẻ của anh thì tôi nhận thấy rằng là với các bạn trẻ bây giờ, tài chính cá nhân mà càng tiếp cận sớm, càng có phương pháp đúng thì càng tốt. Đấy. Và với các con của chúng ta cũng như vậy thôi. Đấy. Nếu như anh có một cái lời khuyên dành cho các bạn trẻ, dành cho thế hệ sau và của chúng ta về tiền bạc, về tài chính, thì lời khuyên của anh là gì? Thực ra thì đầu tiên thì tôi phải nói rằng là chúng ta đi đâu cũng gặp tiền. Từ khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta đi mua cái kẹo, hay là cho chúng ta đi mua, xin bố mẹ đi mua đồ chơi, rồi là chúng ta lớn lên chúng ta đi chơi với bạn bè, rồi còn lớn hơn nữa thì chúng ta tiêu xài, thì tất cả đều liên quan đến tiền. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là ít ai hoặc là có một cái phương pháp trao đổi với tôi cũng như là các bạn trẻ rất là đúng đắn về tiền nó là cái gì. Tại vì thông thường ấy, tôi ở nhà ngày xưa ấy, tại vì nhà tôi ở khu phố chợ Đồng Xuân, và bố mẹ càng cách ly tôi ra khỏi tiền thì càng tốt. Tại vì rất là sợ là tôi lớn lên là tôi sẽ là trở thành người buôn bán. Đấy là điểm đầu tiên. Tiền nó là một cái gì đó rất là xấu và chúng ta chỉ biết học thôi. Thế thì đấy là cái điểm mà tôi cần phải rất là rõ ràng. Tiền nó chỉ là một cái công cụ. Và cái mà để tạo ra tiền ấy, đó là tôi hay dạy các con tôi, đó là các con phải trở thành những người có giá trị. Có giá trị như thế nào? Có giá trị đầu tiên là đối với cả công việc này thì phải tạo ra giá trị cho công ty. Đối với cả xã hội là phải tạo ra giá trị, làm nhiều việc tốt cho người khác. Và chắc chắn là nếu mà tôi tin tưởng
nếu chúng ta làm đúng những cái việc đó thì xã hội sẽ có cái phần thưởng dành cho chúng ta, và cái hình thức của nó là tiền. Khi chúng ta hiểu tiền nó là một cái công cụ rồi thì chúng ta phải học cách sử dụng nó. Tại vì đôi khi chúng ta vô tình chúng ta được giao một cái công cụ rất là tốt. Tôi hay lấy ví dụ như là một con dao chẳng hạn, đúng không? Nếu vào tay người tốt thì có thể làm rất là nhiều việc, chế biến thức ăn này, hoặc là có thể làm bánh này. Nhưng mà nếu vào tay người xấu thì cũng đông là những đồng tiền đấy thôi, thì họ có thể gây tổn thương cho người khác, hoặc nếu mà không biết sử dụng còn tổn thương cho chính mình. Vâng, cái quan điểm rằng là chúng ta cần phải sử dụng đồng tiền như công cụ, và công cụ đó phải tạo ra giá trị. Đúng rồi. Thế thì câu chuyện đặt ra là ai cũng cần phải có một cái phương pháp tài chính cá nhân của mình. Thì chúng ta mới hiểu được câu chuyện thế nào là giá trị, thế nào là sử dụng đồng tiền một cách đúng đắn. Thế thì trong cái điều kiện mà mọi thứ đối với anh là hoàn hảo, giả sử như các con đường của anh là rất là màu hồng, các cái kế hoạch tài chính anh đặt ra là anh thực hiện được hết, thì anh sẽ dự định là nghỉ hưu, dành thời gian cho bản thân mình ở năm bao nhiêu tuổi? Vâng, đây là một cái câu hỏi rất là hay, tại vì hiện tại trên thế giới cũng như là tôi và anh Long cũng đã nói rất là nhiều về một cái chữ cái tiếng Anh, FIRE, nó viết tắt của bốn chữ FIRE, có nghĩa rằng là tự do tài chính và nghỉ hưu sớm. Quan điểm của tôi thì tôi vừa ủng hộ vừa không ủng hộ phong trào này. Quan điểm của tôi là cái việc tự do tài chính ý, nó không liên quan gì đến việc nghỉ hưu sớm. Tự do tài chính đối với tôi nó không phải là một số tiền. Ví dụ như là mọi người hay nói là có một cái số tiền 20 tỷ, 25 tỷ, 1 triệu đô, sau đó là chúng ta sẽ nghỉ hưu. Thế thì nó sẽ dẫn đến một cái tâm thế là chúng ta phải cố gắng hết sức bằng mọi cách. Và đôi khi là những cái cách đấy nó không mang lại giá trị cho xã hội để chúng ta làm việc đó. Hoặc là ngược lại, chúng ta quá là bi quan. Chúng ta bảo chắc chắn là mình sẽ không đạt được điều này đâu, và chúng ta sẽ không làm cái điều đó nữa. Thế thì quan điểm của tôi là chúng tôi sẽ tách ra hai việc khác nhau. Đầu tiên đó là tự do tài chính. Tự do tài chính có nghĩa rằng là một cái trạng thái mà đến thời điểm đó, những cái nhu cầu về tài chính của chúng ta sẽ không cần phải quá quan tâm nữa, vì chúng ta đã có một cái tài sản đầu tư. Và cái tài sản đầu tư đó hình thành từ đâu? Đó từ cái việc là ngay từ trẻ chúng ta đã biết rằng là có một khoản để tích lũy hàng tháng, và chúng ta xây dựng được cái tháp tài sản. Thế còn cái việc nghỉ hưu sớm thì chắc là ở Việt Nam mình cái chữ hưu nó sẽ mang tính chất là hơi bị tiêu cực. Thì tôi xin muốn rằng là khi mà bạn đạt tự do tài chính thì bạn có thể tập trung vào cho những cái điều mình đam mê, những cái điều mà mình làm mà mình mang lại giá trị nhất cho xã hội. Thế thì tôi xin sửa là độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm, hay tự do tài chính và nghỉ hưu sớm, thành rằng là tự do tài chính và theo đuổi đam mê của mình. Thế thì nếu như tôi mọi điều thứ đều hoàn hảo thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ không nghỉ hưu đâu anh Long. Tôi sẽ còn làm việc nhiệt tình hơn, miệt mài hơn, tại vì những cái mục tiêu của tôi, và tôi nghĩ rằng là cả anh cũng xác định cùng tôi ấy, đó là chúng ta sẽ làm để làm sao mà có rất là nhiều các cái gọi là mục tiêu về nâng cao dân trí tài chính mà chúng ta cần phải theo đuổi. Tôi thì rất là đồng ý với ý kiến chia sẻ của anh Tuấn. Câu chuyện của chúng ta là khi chúng ta đã đạt được một cái gì đó rồi thì có lẽ rằng là những cái giá trị của chúng ta cố gắng để truyền đạt nó còn càng phải lớn hơn, và chúng ta càng cảm thấy trách nhiệm hơn, đúng không anh? Thế thì có nghĩa rằng là kể cả có nhiều tiền hay có ít tiền thì chúng ta vẫn phải làm việc. Thế thì với anh, quan điểm của anh thì anh nghĩ rằng là một tuần làm việc bao nhiêu giờ thì là phù hợp? Vâng, một tuần làm việc bao nhiêu giờ là phù hợp? Thế chắc có lẽ là tôi chỉ chia sẻ như thế này thôi. Cái thời điểm mà tôi ở nước ngoài, tôi không có tiền, tôi là sinh viên, và một năm tôi chỉ được giấy phép lao động có 30 ngày, và mỗi ngày tôi chỉ được làm việc một số tiếng thôi. Và cái số tiếng đó thì cho tôi phải là được, tôi nhớ là 5 oi hay là 8 euro một giờ gì đó để tôi có thể trang trải. Thì tôi có vào cái nhà máy và tôi làm việc theo giờ, và tôi thấy mọi người không hạnh phúc anh không? Tức là mọi người phải chấm công này, và mọi người làm theo đúng cái quy trình, sau đó mọi người ra về và mọi người đi về. Thế còn tôi thì tôi luôn mong muốn một cái phương pháp làm việc hay là một cái lối sống, đó là tôi làm việc vì cái đam mê. Có nghĩa rằng là tôi luôn mong là mỗi ngày tôi có đủ việc để làm, có đủ ý tưởng để tôi theo đuổi, hoặc là có đủ cái động lực mà tôi tự nhận thấy rằng là mình cần phải làm. Có thể là nó chưa hoàn hảo thì tôi muốn nó tốt hơn. Và quan điểm của tôi ấy, khi mà chúng ta đã tìm được cái đam mê của mình thì chúng ta sẽ không làm việc theo giờ, không làm việc theo ngày, mà nó chỉ là đạt hay là không đạt để chúng ta có phải làm lại. Ngày hôm sau khi đi ngủ thì chuẩn bị đi ngủ thì chúng ta muốn thức dậy ngay vào sáng ngày hôm sau để chúng ta theo đuổi tiếp cái giấc mơ của mình. Thế thì thực ra thì có những cái thứ giá trị mà người ta không đo bằng tiền,
đúng rồi. Đúng không anh? Và thực sự rằng là cái giá trị bằng tiền mà ngoài xã hội ở Việt Nam mình bây giờ có vẻ như đang khá là coi trọng ấy, thì nó lại có thể kéo một con người có vẻ là như đi xuống. Tôi thì tôi quan niệm như thế. Thế thì theo anh có những cái gì mà người ta dùng tiền cũng không thể mua được? Mà dùng tiền cũng không thể mua được. Đây là một cái câu hỏi rất là hay, tại vì đôi khi chúng ta quên mất là nhiệm vụ chúng ta được sinh ra là không phải là vì tiền mà là có một cuộc sống hạnh phúc, đúng không? Và khi mà chúng ta theo, nhưng mà chúng ta được cho rằng là nếu mà càng có tiền thì chúng ta càng hạnh phúc. Đôi khi thì khi đã có tiền rồi thì bạn lại không cảm thấy điều đó là đủ. Quan điểm của tôi là hãy làm bất cứ một điều gì mà bạn cảm thấy hạnh phúc. Khi mà bạn cảm thấy hạnh phúc và không ảnh hưởng đến hạnh phúc của người khác thì chắc chắn thì bạn sẽ đạt được cái mục tiêu của mình. Tiền nó sẽ là một cái công cụ để đưa bạn đó đến đó, có thể là nhanh hơn, có thể là thuận tiện hơn, nhưng đó không phải là tất cả. Đấy là quan điểm của tôi. Và nhiều khi người ta hay nói câu chuyện là giữa cuộc sống với lý thuyết thì nó có khoảng cách. Vâng. Đúng không ạ? Thế nhưng ở đây thì tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện liên quan đến tài chính, liên quan đến tiền bạc thì nó phải gắn đến thị trường. Và thế thì theo anh, những cái kỹ năng nào mà anh cho rằng anh chỉ có thể học được ở trường đời, tức là cuộc đời dạy cho chúng ta, và thay vì là trường học? Và một kỹ năng mà tôi học được ở cuộc sống này đó là khả năng lắng nghe và thấu hiểu. Thực ra thì cái này nó không đến với tôi một cách tự nhiên, cái này nó đến từ rất là nhiều lần thất bại. Tôi rất thất bại rất là nhiều anh Long. Nếu như mà có thể gọi là chia sẻ về thành công ấy, thì tôi không biết lấy cái gì để chia sẻ về thành công. Nhưng mà nếu mà chia sẻ về thất bại thì tôi sẵn sàng có thể ngồi hàng giờ chia sẻ về thất bại. Lắng nghe từ cái gì? Lắng nghe từ chính bản thân mình. Cái điều mà mình hiểu rằng là mình cần phải học cái gì, mình yêu thích cái gì, đó là cái đầu tiên. Tôi hay nói với con trai tôi là bố không cần con học giỏi, nhưng bố chỉ cần biết rằng là con là học cái gì mà con thấy thích. Đầu tiên đã từ trẻ. Sau đó là phải lắng nghe mình để hiểu rằng là mình thích làm công việc gì. Chúng ta không thể đi làm chỉ để vì tiền, hoặc là chúng ta chỉ mong muốn đấy là một nghề mốt của xã hội, hoặc là bố mẹ mong muốn chúng ta làm. Chúng ta phải làm vì ở bên trong chúng ta muốn làm cái nghề đấy. Và chúng ta phải lắng nghe đồng nghiệp của chúng ta, chúng ta phải lắng nghe người thân của chúng ta. Để làm sao? Tại vì tôi phát hiện ra một điều rất là thú vị, đó là không phải ai cái khả năng diễn đạt ngôn ngữ cũng giống nhau. Đấy là cái điều mà tôi học được khi mà tôi đi ra nước ngoài. Tại vì khi đó chúng tôi mỗi người nói một chuyện một ngôn ngữ khác nhau, nhưng mà cuối cùng tôi phát hiện ra một điều rằng là tuy mỗi người nói một ngôn ngữ khác nhau, nhưng nếu ta đủ hiểu thì ta sẽ thấy rằng là tất cả mọi người đều có một mục đích giống nhau. Chính vì vậy khi mà tôi trở về nước thì tôi phát hiện ra rằng là cái khả năng đó của tôi cao hơn. Trải qua một số thất bại nơi công việc, tôi cũng thấy rằng là tôi cần phải cải thiện điều đó hơn. Và đến thời điểm bây giờ thì tôi thấy rằng là đó là cái kỹ năng mà tôi tâm đắc nhất, anh Long. Vâng, vậy thì kiến thức mới nhất, kỹ năng mới nhất mà anh học được là gì? Kiến thức mới nhất thì tôi luôn luôn bắt đầu mọi công việc trong tâm thế là tôi không biết gì cả. Anh biết là thứ nhất là công nghệ thì phát triển như vũ bão. Anh biết là kiến thức mới sinh ra hàng ngày, mỗi ngày có bao nhiêu quyển sách được in, có rất là nhiều tạp chí rồi rất là nhiều thông tin. Thì tôi khi mà tôi bắt đầu một công việc thì cái điểm đầu tiên của tôi luôn luôn là tôi không biết gì cả, và mọi người hãy chỉ cho tôi và tôi sẽ xây một cái khung kiến thức xung quanh vấn đề đó. Thế thì cái kiến thức mà tôi đang học liên quan đến rất nhiều đến cái gọi là trí tuệ nhân tạo hay là Big Data, dữ liệu lớn, để làm sao hiểu được hành vi của khách hàng để tôi áp dụng vào Topi, Top Investment. Làm sao chúng tôi muốn xây dựng một nền tảng đầu tư có thể thấu hiểu khách hàng Việt Nam, và họ có hiểu hành vi của họ, hiểu cái thói quen của họ, để làm sao đưa những cái sản phẩm tốt nhất đến cho họ, để họ không cần phải loay hoay như tôi nữa. Tức là họ sẽ có một cái tháp tài sản, họ sẽ có một cái tỷ lệ đầu tư, họ sẽ có tất cả trên một cái phần mềm, trên một ứng dụng tên là Topi, để tất cả mọi người khi vào đó thì mọi người có thể rất là cảm thấy dễ dàng khi đầu tư. Có quan điểm cho rằng là tiền là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Thế thì với anh có ý kiến như thế nào về cái quan điểm này? Vâng, tiền là nguồn gốc của mọi tội lỗi thì quan điểm của tôi thì cũng giống như là tiền là công cụ thôi. Tôi không cho rằng đó là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Tại vì khi mà động lực của con người nếu mà chỉ vì tiền thì chắc chắn nó sẽ dẫn đến tội lỗi. Nhưng mà nếu cái lực đẩy của anh
nó là tiền, nó sẽ là cái công cụ, và nếu như có tiền thì chúng ta có thể làm được nhiều điều tốt hơn cho xã hội. Thì tôi tin chắc đó không phải là nguồn gốc của tội lỗi, mà đó sẽ chính là nguồn gốc của hạnh phúc. Vâng, cảm ơn anh Tuấn một phần chia sẻ, và tôi nghĩ rằng là từ dứt ruột dứt gan và chia sẻ một cái trải nghiệm của những người mà đã trải qua thị trường tài chính rất là khốc liệt trong vòng 20 năm vừa qua. Thế thì tôi cũng rất là đồng ý với rất nhiều quan điểm mà anh Tuấn đã chia sẻ, đặc biệt câu chuyện là tiền là công cụ, và chúng ta thấy rằng là ở Việt Nam mình có rất nhiều các tỷ phú, đúng không ạ? Tỷ phú Việt Nam mình sử dụng đồng tiền làm rạng danh đất nước, có những cái đóng góp vào những cái trường đại học lớn trên thế giới chẳng hạn, hay là tổ chức những giải thưởng về khoa học mà chúng ta đã thấy rồi, mang tính toàn cầu. Và những cái yếu tố như thế này thì ít nhất là bước đầu đồng tiền đã được sử dụng đúng mục đích. Và chúng tôi với anh Tuấn thì cho rằng là mỗi chúng ta cũng như vậy thôi. Bất kỳ ai trong số chúng ta ở đây đang theo dõi chương trình này, cái buổi trao đổi ngắn của tôi và anh Nguyễn Minh Tuấn, thì cũng đều có cái suy nghĩ và trăn trở làm thế nào mình có thể phát triển được cái tài chính cá nhân của bản thân mình, làm thế nào mà mình coi cái giá trị đồng tiền một cách đúng mực nhất, và sử dụng đồng tiền như là cái công cụ để có thể xây dựng cái cuộc sống tốt đẹp, ngày càng tốt đẹp hơn. Và một lần nữa xin rất là cảm ơn anh Nguyễn Minh Tuấn đã có một phần chia sẻ ngày hôm nay, và chúng tôi mong muốn rằng là sẽ có nhiều các cái buổi chia sẻ như thế này nữa, và sẽ mang lại những cái kiến thức, những cái định hướng, những cái quan điểm để cho tất cả mọi người cùng phát triển cái tài chính cá nhân để hướng tới mục tiêu tự do tài chính của mình. Xin trân trọng cảm ơn.